được chiếc áo khoác hơn 10 triệu của Sơn Tùng. Cô gái khóc thét khi xem lại thành quả sau cùng. Cụ thể vào tối hôm qua, khi đi xem show diễn của Sơn Tùng MTP, cô gái đã rất phấn khích khi không những được xem idol hát ở khoảng cách cực gần mà còn nhận được quà khủng từ chính thần tượng của mình. Theo đó, khi biểu diễn gần xong, Sơn Tùng đã ngẫu hứng tặng chiếc áo khoác thương hiệu Anderson Bell với giá độ đó trên 10 triệu đồng cho fan hâm mộ. Sau cú tung mạnh xuống phía dưới với hàng ngàn con người hò reo, cuối cùng một bạn nữ với cơ tài cực to đã giành giật được món quà này và thành công hộ tống em nó về nhà. Vẫn nhớ câu nói của sếp ở trên sân khấu rằng: "Mọi người ơi, ai mà nhận chiếc áo này mặc cả cuộc đời nhá." Thế nhưng khi xem lại thì cô gái chỉ biết khóc thét bởi nó chỉ còn khoảng 80% như ban đầu, do một bên cánh tay trái đã rụng rời ở hiện trường. Thậm chí chiếc áo cũng lấm lem bụi bẩn, trải qua 82 kiếp nạn mới đến được tay của cô gái này. Ở một diễn biến khác, một nhóm bạn trẻ đã đăng tải bức ảnh mình giật được cánh tay áo còn lại của Sơn Tùng MTP. Chính vì khoảnh khắc này làm dân tình không thể nào nhịn cười mà khuyên hai bạn nên trao đổi với nhau. Một là pass lại cánh tay áo với giá không hề dễ chịu, hai là chấp nhận mặc chiếc áo với một bên tay bị mất theo phong cách của Dương Quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.